Chào quý vị, và bây giờ Thanh Lễ đang ngồi trong nhà, phải nói là đây là căn nhà của một nhân vật mà Thanh Lễ sắp phỏng vấn đây. Và kế bên căn nhà là cánh tay trái của Thanh Lễ là máy ấm, phải nói là của chủ nhân của ngôi nhà này. Câu chuyện như thế nào xin mời quý vị đón xem. Và ngày hôm nay là ngày Chủ nhật, trời rất là đẹp. Việt Nam là lúc nào cũng nóng nhưng mà phải nói là đẹp bởi vì không mưa rồi cũng không nắng lắm nên không khí nó cũng dễ chịu. Và từ Sài Gòn mà đến Tây Ninh này phải nói là trên dưới gần 3 tiếng và đi con đường cũng dễ đi. Và mời quý vị đón xem cuộc phóng sự sau đây. Xin cảm ơn. Kính thưa quý vị, Thanh Lễ xin giới thiệu quý vị, đây là một khuôn mặt khá quen thuộc của chương trình Ngọc Trung Tim. Nhân vật này đến với Ngọc Trung Tim rất nhiều lần và mỗi lần là một câu chuyện khác nhau và câu chuyện càng ngày càng đi lên. Đó là chứng tỏ là một câu chuyện đầy nhiều tích cực và nhiều hạnh phúc và nhiều sự thành công. Không ai khác hơn để đi vào vấn đề đó là thầy giáo Phan Thành Thương. Dạ. Thành Thương xin mến chào tất cả quý vị khán giả Ngọc Trung Tim, lời chào thân thương. Anh chào thân thương, thì con anh cũng là bé thân thương. Thân thương, con trai em năm nay bao nhiêu tuổi thưa em? Dạ, con trai em nay 11 tuổi, bé vào năm lớp 5 rồi. Dạ. Bây giờ quay vấn đề. Thương, anh biết em là sinh ra từ hồi bé và sau đó em có hai cánh tay, quý vị thấy không? Hai cánh tay như vậy nè, có một ngón thôi, đó, một ngón thôi. Đó, bên đây còn ngón, đó. Thay vì người ta phải có cánh tay ra thì em bị dính lại, em bị dính lại, đó, bị dính lại. Làm bất cứ những gì giống như chúng ta bình thường, nó hơi chậm, nó hơi lâu, nó hơi nhìn nó không có thẩm mỹ, nhưng đã sao? Quý vị có tay mà quý vị mất một bàn tay, quý vị cũng làm việc được. Thì quay lại vấn đề đó là cái khuyết tật của em, hai đôi tay. Nhưng mà Phan Thành Thương học đến đâu em? Dạ, em tốt nghiệp đại học công nghệ thông tin. Đó là về vi tính, computer, mà cái này là bây giờ thông dụng lắm. Rồi, bây giờ quay lại, sau đó bao lâu em lập gia đình? Dạ, cũng từ lúc em đi học, tốt nghiệp ra trường thì cỡ hơn 10 năm. Dạ. Rồi, vợ em là một người bình thường, rất đẹp và chịu khó và rất là chăm chỉ và hạ sinh cho em một cậu con trai năm nay đã 11 tuổi. Đó là bé thân thương, giống bố hoàn toàn. Giống bố đây là không phải là khuôn mặt không, mà em sinh ra cũng hai cái tay giống y chang như vậy. Thầy giáo tưởng trường cũng phải nói là muốn giống như là thối chí, muốn phải nói là có nhiều ổn khuất trầm cảm và nhiều khi tiệm trường muốn nó đi vào con đường không có con đường tương lai nữa, cứ như chết đó. Nhưng mà Thầy Lễ không tự nói, nó thất bại quá. Nhưng mà chuyện đó đã qua trong chốc lát, người đó tuyệt vời đã có một gia đình khang trang. Và ngày hôm nay như thế nào xin em thưa báo với quý khán giả. Dạ, Thành Thương trước hết tâm sự với khán giả Ngọc Tim đôi lời. Từ lúc biết được anh Thành Lễ cũng đó là một cơ duyên là gặp nhau hai anh em ở Sài Gòn. Chương trình của Nguyễn Á, anh Thành Lễ mới đưa anh Thành Thương, mời Thành Thương vào một góc nhỏ để phỏng vấn sơ sơ. Sau đó thì nhân viên đã gieo cho Thành Thương là một cái điều may mắn là gặp được tất cả quý vị ân nhân, khán giả Ngọc Trung Tim, từ những cô chú bác anh chị và những người đó có một cái tấm lòng nhân ái và như một vị Bồ Tát. Tuy mà gửi cho Thành Thương đồng tiền tuy không nhiều nhưng mà đó là tiếp thêm động lực cho Thành Thương. Và sau đó cái khởi nghiệp duyên đến ngôi nhà này, được ngôi nhà này thì có một quý ân nhân đó là tên là Phạm Lộc ở bên Mỹ. Nơi đó anh Thành Lễ cũng biết người đó và ở đó thì một ân nhân này đã giúp Thành Thương xây nên một cái ngôi nhà, căn nhà hiện tại Thành Thương đang ngồi với anh Thành Lễ đây. Và cái điều tha thiết hơn nữa và điều may mắn hơn nữa thì một vị ân nhân đó
cứ hàng tháng gửi thuốc rồi bệnh cho Thương giống như người mẹ, thì người đó cũng nhận Thương là một người con nuôi. Và đôi lúc thì tuy mà không có cho hình Thương nhiều nữa ha, là cho những cái bằng cái đồng ngân tiền nữa, nhưng mà tiếp thêm động lực là động viên an ủi tinh thần. Thì hình Thương cũng nói đây là bật mí cho quý khán giả cũng tìm biết một điều. Hôm nay hình Thương nói hết những gì thành Thương muốn nói là thành Thương rất là biết ơn những các cô chú khán giả cộng tim. Có nghĩa là cô chú đó cho Thương 20 đô rồi 50 đô, 100 đô, thì những cái cô chú đó là những người già lớn tuổi, ta nói là tiền già để lại để gửi cho tình Thương để tiếp thêm động lực an ủi tinh thần tình Thương để sống nuôi con. Chứ ở đây bên đây già rồi không có làm ra tiền, cho nên tình Thương biết quý trọng và tôn trọng những cái đồng tiền đó của các cô chú gửi. Tình Thương làm việc có ích. Và cái điều may mắn nữa thì cái cơ duyên đến, thì có một hôm anh Khải Toàn là người ở bên nước bên Mỹ, ảnh có làm cái một việc rất là giống như một rất là bí ẩn. Có nghĩa là ảnh xem, vô tình ảnh xem cái chương trình Ngọc Tâm Tim, rồi cơ may sau ảnh nói là nhà người thân gửi cho anh Thương 100 triệu để anh Thương tiếp sức cho anh Thương là mua 10 cái máy computer để anh Thương dạy các em. Nhưng mà thành Thương muốn thoát khỏi cái việc công việc của mình và có một nơi an trú an cư mới lập nghiệp, thành Thương mới sửa máy cũ, quyết tâm cái cũ, lấy đồng tiền của anh Khải Toàn để mua một miếng đất. Miếng đất này với trị giá 100 triệu, thì thành Thương tiếp tục làm công việc của mình. Và nhân viên sau đó nữa rất là lâu, mấy năm sau mất liên lạc hết, thì vô tình gặp Thắng anh gì đi xe lăn anh. Anh Thắng, gặp Thắng. Thắng mới nói là anh Thương, anh có nhớ người mà cho anh 100 đô không? Nó lâu quá không có nhớ. Nhưng mà 100 triệu. Kính thưa quý vị khán giả Ngọc Đồng Tim, người quý nhân này Khải Toàn này hoàn toàn nói tình Thương một câu là Khải Toàn giúp tình Thương, nhưng tình Thương đừng nói thành lễ và tất cả mọi người. Điều này là anh Khải Toàn ảnh muốn cất giữ, và những cái công đức này ảnh không muốn nói bất kỳ ai. Thành Thương tiết lộ cho quý vị nghe như vậy. Rồi sau đó anh em mà cũng nói chuyện qua cái Viber, rồi anh liên lạc xong anh mới nói là ước mơ Thành Thương, trong Thương muốn làm việc gì. Cái nói anh ơi, ước mơ em thì nói chung thì em đã nhiều lần ước mơ rồi, nhưng mà thật sự chưa ai để làm thực hiện ước mơ em được cả, chỉ là thoáng qua thôi. Cái đầu em cũng không muốn ước mơ lớn lao nữa. Cái ảnh nói là ảnh nói tiếp, anh em cho anh nói tiếp là thôi thì em cứ nói đi, em nói ước mơ của em mà em mua số hoài không trúng. Để nói là thôi giờ đừng mua số nữa, anh sẽ giúp cho, cứ nói đi. Thì anh nói là thật thương nói là thật thương ước mơ có một cái ngôi trường, và sau đó phía trước để dạy, phía sau để bán trú cho những mảnh đời bất hạnh như là trẻ em khuyết tật, trẻ mồ côi, những người cơ nhở không có nhà cửa ở. Thì đây tình thương cũng nói quý vị khán giả nghe một điều là nếu tình thương nhận người khuyết tật thì rất nhiều người khuyết tật, cho nên tình thương phải chọn lọc, sàng lọc ra những người khuyết tật. Thứ nhất phải có ý chí và nghị lực vươn lên trong cuộc sống, phải biết ngoan ngoãn vâng lời người lớn. Và thứ hai là người đó, người khuyết tật đó phải tự vệ sinh cá nhân mình đi đứng. Chứ thành thương, bản thân thành thương là phục vụ con thành thương, như vậy đâu có phục vụ tất cả các bạn được đâu. Còn những trẻ mồ côi thì thứ nhất là người trẻ em mồ côi là cha mẹ chết, ở ông bà nghèo khổ thì thành thương lo cho. Còn nếu mà trẻ em mồ côi thì rất là nhiều, nhưng mà trẻ em mồ côi mà có cha mẹ mất mà ở ông bà khá giả thì kính thưa quý vị, chưa chắc người ta ở với mình đâu, ta cũng lo cho con cháu người ta, ta đủ đầy. Thành thương dành như vậy đó. Bây giờ gì? Nãy giờ Phan Thành Thương cũng tâm sự cũng khá chi tiết, nhưng thành lễ ngày hôm nay có mặt để đại diện cho quý khán giả để hỏi, và cũng như để Thành Thương
tri ân. Bởi vì nãy giờ Thành Thương có option 2 tên người đặt ra, đó là chú Lộc và một cô nào đó giấu tên hay gì sao, hay là rất 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 nhiều vì ân nhân mà em không nhớ tên hết, người 20, 30, 40 gì đó. Rồi đến anh Khải Toàn, tất cả Phan Thành Thương có nhận ra một điều gì qua chương trình Ngọc Trong Tim mà các ân nhân gọi đến em không?